Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại thì tôi lại đang có mặt tại đơn vị tiệm giặt sấy công nghiệp nhà anh chị Huyền Đà. Cách đây một tuần thì tôi có về setup và lắp đặt thiết bị máy hỗ trợ hướng dẫn chuyên môn nghề. Thì hôm nay là tôi có ghé qua thăm lại đơn vị thì cùng chia sẻ tới mọi người một cái mô hình mà sau một khoảng thời gian ngắn hoạt động. Mọi người cùng đi vào bên trong để tham khảo xem là cái khoảng thời gian ngắn như thế thì tiệm đang hoạt động ra sao nhé. Mời tất cả mọi người. Ở đây thì cái hình ảnh về biển, nếu như mà anh chị xem những cái video trước của em, đó là bộ biển khác. Mà hiện tại thì em có thay đổi một cái diện mạo một chút về cái hệ thống bên em. Đó là về những cái thông tin biển bảng là setup và thiết kế lắp đặt theo cái mô hình hệ thống hiện tại bây giờ đấy. Và đây đó là cái biển cũ của Gia Lạt Sạch Cộng này. Thì mời mọi người vào sâu bên trong nhá. Và hiện tại tất cả anh chị khi mà kết hợp với đơn vị Gia Lạt Sạch Cộng là sẽ theo một cái form biển mẫu như thế này, về hình thức, hình ảnh và thông tin đều như này anh chị nhá. Và bên trong này thì mọi người cùng xem về cái không gian này. Cái không gian ở đây, từ những cái video những ngày mà mình mới setup thì giá kệ, dàn phơi, mọi thứ đều chưa được đầy đủ như bây giờ. Đấy, hiện tại thì cũng có thêm được thảm này. Đấy, và biển bảng là cũng có đầy đủ hơn. Đấy, vậy thì cơ bản đầu tư một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp đầu ở vùng quê thì thường là anh chị lên lựa chọn tham khảo những dòng máy dao động công suất tầm khoảng từ 20 đến 30kg. Vậy thì với mô hình này, đó là mình có tư vấn anh chị lựa chọn công suất máy, đó là máy giặt 30kg và máy sấy 35 cân. Ở đây thì hôm nay có rất là nhiều đồ này. Thời tiết hiện tại thì cũng không có nắng và hiện tại đang là mưa lâm râm. Đấy, vậy thì với những vùng quê thì chúng ta sẽ giặt những lượng đồ gì? Đây mọi người thấy các loại chăn, chăn lông này, chăn mỏng ga cũng sẽ có anh chị nhá. Những cái đồ mỏng này cũng sẽ có này. Vậy thì nếu như kinh doanh về cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp thì chúng ta cần lựa chọn về dòng thiết bị giặt sấy công nghiệp nào, chúng ta cần chuẩn bị những cái vật dụng gì để khi mà trong quá trình thao tác hoạt động vận hành một cái mô hình nó được hiệu quả và tiện ích cho chúng ta. Vậy đầu tiên thì chúng ta cần phải có thiết bị, đó là máy giặt ướt và máy sấy khô. Thì cái chiếc máy sấy khô này ấy, có tác dụng đó là đáp ứng cái nhu cầu giặt trả trong ngày cho mọi người được, và đáp ứng cái nhu cầu đó là những cái thời điểm như là mùa đông lạnh này, thời điểm mưa lồm này, thì chiếc máy sấy này có thể xử lý giặt và sấy đồ khô luôn được. Vậy thì chuẩn bị kèm theo đó là những cái giá kệ như thế này. Đây là những cái giá mà mình có thể là sử dụng để phơi chăn khi mà đã sấy xong này. Đấy, để chăn sẽ khô tự nhiên. Và nếu như không có nắng thì chúng ta có thể hong ở trong những cái không gian rộng như thế này. Và với kích thước cũng như là giá phơi thì có thể là chuẩn bị thêm những cái bánh xe như thế này, thì nó rất là tiện lợi cho trong quá trình khi mà mình di chuyển và mình sử dụng. Đấy, và có thể là hàn tầm khoảng 4-5 giá. Tiếp theo ở trong này thì có gì? Trong này còn có quần áo anh chị nhá. Đây quần áo đây. Nếu như kinh doanh một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp mà không được hỗ trợ chuẩn về chuyên môn nghề thì để mà xử lý được những chiếc áo như này thì chúng ta rất là khó và rất dễ có thể bị hỏng, hoặc là chúng ta sẽ không biết cách để có thể đáp ứng mang lại cái chất lượng dịch vụ tốt được. Vậy thì đến với đơn vị Gia Lạt Sạch Cộng, đó là bên em hỗ trợ và hướng dẫn đào tạo quy trình nghề tại tiệm anh chị nhé. Cũng như những chiếc áo như này, để mà giặt được thì chúng ta cần phải có chuyên môn, chúng ta cần phải có kinh nghiệm, chúng ta cần phải biết cách để xử lý thì những chiếc áo nó mới được chuẩn, đảm bảo về độ sạch, độ thơm. Đấy, và một cái mô hình chuyên nghiệp. Đấy, vậy thì anh chị đang quan tâm tìm hiểu đầu tư tại vùng quê hoặc là những khu vực tương tự như cái mô hình tại đây thì có thể tham khảo một cái mô hình tương đương như này. Bên em thì có rất là nhiều những cái dòng máy công suất khác nhau, và với những gói tài chính đầu tư khác nhau, anh chị có thể tham khảo khởi nghiệp ở mức mô hình từ 200 triệu cho đến tầm khoảng 300 triệu. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có được những cơ sở đáp ứng được cái chuyên môn chuyên nghiệp anh chị nhá. Và đằng sau máy mọi người thấy gì không? Đây nó là bảng giá giặt là sạch cộng. Thì cái bảng giá này căn cứ với hình thức, đó là phụ thuộc vào giá cả các tỉnh và thị trường giặt là, thì bên mình sẽ cung cấp và tư vấn cho khách một cái form giá
nó phù hợp để mọi người khi mà triển khai về Giật Là có thể là nhìn tại đây để mình có thể là có một mức giá phù hợp nhất đối với mọi người có nhu cầu. Và đằng sau này là một chiếc xe này. Chiếc xe này thì trong quá trình khi mà khách hàng mang đồ đến thì chúng ta sẽ cho đồ vào đây. Đấy, cho đồ vào đây thì nó rất là gọn gàng và rất là tiện ích mọi người nhá. Đấy, và khi chúng ta có thể là giặt xong cũng có thể là cho đồ vào trong một cái xe tương tự như này và chúng ta kéo ra một cái hệ thống dàn phơi bên ngoài thì sau đây thì mình sẽ chia sẻ với mọi người thêm một chút, đó là hệ thống giá đựng đồ này. Đây là những đồ khi mà đã được giặt xong này thì sẽ được đóng gói cẩn thận như này, và khi khách đến thì mình sẽ trả đồ cho khách. Và trên những cái gói đồ như này thì đều có những cái thông tin như là tên cửa hàng, tiệm này, địa chỉ của chúng ta này, tên khách hàng, điện thoại, địa chỉ, tên đồ và ghi chú thành tiền này. Đấy, chúng ta có những cái phiếu như này anh chị nhá. Và tiếp theo ở đây thì mình có tư vấn anh thêm một cái mô hình, đó là bán lẻ được nước giặt nước xả. Hiện tại đó là tiệm vẫn đang trong quá trình setup cho nên là cái giá kệ này cũng chưa trưng bày được nhiều. Vậy thì giới thiệu với mọi người một cái không gian ở bên ngoài. Cái không gian ở bên ngoài ở đây thì cũng gần như là thuộc về điểm trung tâm thành phố Tam Điệp. Đấy, thế nhưng mà từ đây xuống trung tâm này tầm khoảng 3 cây nữa. Đấy, ở trên này thì nó rất tiện một cái, đó là cái không gian khá là rộng. Đấy, ở đây thì anh cái đang là chuẩn bị thêm một thiết bị, đó là xe để đi thu nhận đồ này. Thì nếu như làm về giặt này thì anh chị có thể tham khảo một cái xe như này. Thì chi phí để mà mua một cái xe như này, xe lại thì nó rơi tầm khoảng là 130 cho đến tầm khoảng 150. Thì trên xe này nó có đầy đủ thông tin như là giới thiệu về tiệm này, nó như một chiếc biển di động để chúng ta đi thu nhận anh chị nhá. Ở đây là đằng sau này cũng có thông tin của tiệm này. Đấy, và ở đằng này thì mọi người thấy ở trên này đó là một cái hệ thống dàn phơi. Dàn phơi này thì mình có tư vấn nó là ở trên thì lên kết hợp một cái mái che bằng tôn nhựa. Đấy, thì đảm bảo có thể là thu hút được nắng này, và mưa gió thì chúng ta cũng không phải chạy. Đấy, và không gian ở đây thì cũng không có khu vực để mà phơi ở các mảnh đất bên cạnh hoặc là khu vực bên ngoài này, nó rất là mất thẩm mỹ. Thì mình có tư vấn anh chị tham khảo và kết hợp làm dàn phơi ở trên chốc mái luôn. Đấy, với cái mái hệ thống như này thì có thể phơi tầm khoảng 60 cho đến 70 chăn anh chị nhá. Đấy, vậy thì tổng kết lại chi tiết một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp. Anh chị đang có định hướng tìm hiểu đầu tư khởi nghiệp với cái mức tài chính tầm khoảng từ 200 triệu cho đến 300 triệu thì hoàn toàn anh chị có thể set up và đầu tư kinh doanh một cái mô hình mà giặt là chuyên nghiệp và hiện đại, hoàn toàn có thể cạnh tranh lại những cái mô hình mà anh chị đã đầu tư, mọi người đã đầu tư tại khu vực rồi nhá. Ở đây thì chia sẻ với mọi người thêm một chút, đó là đã có khá là nhiều tiệm rồi. Đấy, và nhưng mà các tiệm thì đang đầu tư dừng lại ở quy mô đó là máy giặt công nghiệp bãi và mô hình máy dân sinh thôi. Vậy thì để mà cạnh tranh lại được thì chúng ta cần phải có những yếu tố, đó là về thiết bị máy phải đảm bảo chất lượng, về chuyên môn nghề, về chất lượng giặt là phải cao cấp. Đấy, vậy thì đến với đơn vị mình là mình sẽ có những chính sách, những sự hỗ trợ như là về thiết bị máy thì sẽ bảo hành trên một cái khoảng thời gian rất dài, bảo trì thiết bị miễn phí trong một khoảng thời gian rất là dài luôn, và có hỗ trợ đào tạo quy trình chuyên môn tại tiệm giặt mọi người nhé. Vậy thì chi tiết anh chị cần hỗ trợ, cần tham khảo thì hãy liên hệ trực tiếp tới đơn vị. Xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video.